Thời điểm này, nhiều diện tích lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu chín. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ để thu hoạch. Ở những chân ruộng lúa bị đổ gãy do trận lốc vừa qua và những diện tích thấp trũng, mặc dù độ chín của lúa mới đạt từ 75 đến 80%, nhưng bà con vẫn tiến hành thu hoạch để tránh thiệt hại về năng suất và chất lượng nếu gặp thời tiết bất lợi. Nhà tôi thì mang có một màu chứ mà gặt được 5 thao lúa bổ rồi. Ở chứ mà máy gặt đi chúng chủ máy cũng rất là nhiệt tình. Nói chung là gặt cả ngày cả đêm để thu hoạch mua. Phải là lúa bổ rồi, lúa hư hết đấy. Quá cái cơn lốc thì giờ là lúa của nông dân là giờ đổ hết. Bây giờ nhà tôi là giờ đứng làm ngày làm đêm là coi như cùng tránh thủ hết thời gian để gặt là thu hoạch những cái phần diện tích là lúa đổ, lúa đông ấy là làm trước rồi những cái diện tích cao rào thì làm sau, nhưng nhà tôi cùng tránh thủ hết thời gian hết nữa để giúp cho bà con làm mua cho để chạy cho theo cho kịp thời vụ. Vụ xuân năm 2023, xã Kim Sông Trường sản xuất hơn 900 ha lúa. Do ảnh hưởng của trận lốc vừa qua, đã làm hơn 50 ha lúa bị đổ gãy. Điều này không chỉ làm giảm năng suất mà còn tăng cao chi phí khi thu hoạch. Tuy vậy, Ủy ban Nhân dân xã Kim Sông Trường đã chỉ đạo bà con nông dân nỗ lực vượt khó, ưu tiên gặt các diện tích lúa bị đổ gãy trước, sau đó mới thu hoạch theo tiến độ lúa chín. Vùng nào mà lúa vừa rồi bị cơn lốc bổ thì chỉ đạo phải gặt trước để đảm bảo cho người dân để làm thế nào để đạt cái năng suất. Nếu không thì vùng nào cáo tạo thì gặt sau. Về hướng chỉ đạo của địa phương như vậy, nên về diện tích của địa phương thì nhiều, nên đến thời điểm ngày gặt thì cũng được khoảng gần 30 hecta trên địa bàn toàn xã. Trước thời tiết năm nay có nhiều bất lợi, ngành nông nghiệp đã tổ chức kiểm tra, đánh giá về tình hình lúa chín, chỉ đạo các địa phương có kế hoạch huy động máy gặt để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 200 ha lúa và sẽ tập trung thu hoạch rộ từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 5. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương bám sát dự báo thời tiết để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, tiếp tục điều tiết máy gặt hợp lý giữa các vùng. Đồng thời, thông báo đến người dân để chủ động khâu giữ nước, làm đất, dọn dẹp đồng ruộng để sẵn sàng bước vào vụ hè thu.